pin Apple của 12 Pro Max đã có hàng và vài điều anh em cần biết về nó nha. Thì ở đây thì Mr. K mình dành giật máy mới được có 8 viên của 12 Pro Max và có khoảng thêm 3 viên của iPhone 11 nha mọi người. Đầu tiên là mình cam đoan với các bạn là pin này là pin chuẩn của Apple. Nếu mà không đúng sai sự thật, mình sẽ tặng cho các bạn cục pin này và thêm 500k về đi nhậu nữa nha. Nhìn bên ngoài để biết pin chính hãng thì anh em xem ở phần cổ pin zin sẽ như thế này nha. Phông chữ nhỏ gọn đều, siêu dán pin màu và có màu trắng đục thì đúng là em nó không sai vào đâu được. Đặc quyền của pin Apple thay thế Mr. Cao thì các bạn sẽ được hỗ trợ chạy chẩn đoán, chạy xong sẽ hiển thị được phần trăm pin. Thứ hai là sẽ báo linh kiện Apple chính hãng. Yes. Thế vậy tao không thích mày thì tao ra trung tâm đặc quyền thay có được không? Thì vẫn được nha các bạn. Tuy nhiên thay ở Mr. Cao bạn có những đặc quyền sau đây. Thứ nhất là sẽ không phải chờ lâu, chỉ 40 phút là xong. Thứ hai, các bạn không phải lo máy sẽ bị từ chối nếu không đạt yêu cầu. Thứ ba, bên mình sẽ hỗ trợ dán rò kháng nước miễn phí và vệ sinh máy miễn phí. Cái việc này không có ở đâu làm free cho các bạn cả nếu các bạn không bỏ thêm tiền dịch vụ nha. Ok, anh em nào muốn thay pin chính hãng Apple hiển thị phần trăm pin, đặt lịch Mr. Cao mình nha. Bye bye.